5 tháng 6. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. 60 giây sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mai. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 4 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Xây dựng lực lượng công an nhân dân có sức mạnh tổng hợp để đủ sức chiến thắng mọi tiêu cực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ nhất Đảng ủy Công an Trung ương. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Nhân kỷ niệm 110 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, cùng nhìn lại sự kiện lịch sử quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đến với những thắng lợi sau này. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý. Toàn bộ số thu và chi của quỹ sẽ được công khai minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia bất chấp dịch bệnh COVID-19 nhờ chính sách điều hành linh hoạt và hiệu quả trước dịch bệnh. Thưa quý vị, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Võ Văn Thường đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng và toàn lực lượng Công an nói chung hoạt động có nhiều điểm đổi mới, thành quả rõ rệt, nhân dân tin cậy, để lại những dấu ấn rất tốt đẹp. Quan trọng nhất là chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và dấu ấn nổi bật là sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những kinh nghiệm vừa qua của chúng ta là rất quý. Bao giờ cái sự phát triển biện chứng cũng là trên cơ sở liên tục, không cắt giờ. Muốn thế thì phải kế thừa cái cũ, kế thừa cái tốt. Và cái gì nó chưa tốt thì chúng ta rút kinh nghiệm để khóa này làm tốt hơn, tích cực hơn. Thế cũng là một thành viên của Đảng ủy Công an Trung ương khóa này, tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với các đồng chí để giữ mãi cái niềm vinh dự, trách nhiệm và cái sự tin cậy của nhân dân đối với lực lượng công an anh hùng của chúng ta. Công an không được phép tụt hậu. Nhiệm vụ càng nặng nề càng phải khó khăn hơn. Thành tích đã đạt được lớn rồi, sắp tới càng phải lớn hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ số 1 và quan trọng nhất của lực lượng công an là giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn đất nước. Đó là lời hứa rất thiêng liêng trước Đảng, trước dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Và muốn như thế
thì nội bộ chúng ta phải đoàn kết thống nhất tất cả, ý thức tổ chức kỷ luật rất chặt chẽ. Cái này ai cũng biết cả rồi. Thế còn phải xây dựng lực lượng thì quân phải tinh, phải giỏi, lãnh đạo phải sắc bén, quyết liệt, tham mưu phải kịp thời, nắm tình hình thật chắc, không được để bị động bất ngờ, luôn luôn chủ động về thế tiến công. Muốn thế là phải nắm được thông tin, phải có mạng lưới để chúng ta nắm được thông tin, thông tin chính xác. Nếu mà thông tin sai thì chết, thì quyết định sai thôi. Cho nên là toàn thể hệ thống chúng ta là phải làm tốt cái công tác nắm tình hình cho tốt, phát hiện kịp thời, có giải pháp phù hợp và sự phối hợp.